Rồi chơi. Nè 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 nè. Nóng ấm ấm. Có chỗ ăn mà nó tình. Đây. Không có xương mai vậy. Thử. Làm bằng bộ tay cũng được. Bé bé bằng bông. Anh chưa vô lưỡi này. Mới dính lên. Bé bé bằng bông. Giỏi. Hoan hô. Con nước đi. Con vịt nó kêu bập bập bập. Hoan hô. Giỏi. Một con vịt nó kêu cạp cạp cạp. Kêu bập bập bập. Đó, nuốt rồi đó, rồi cho con uống bằng cái sữa con nhé, cái sữa ôi giỏi ôi nhon à, ôi nhon à có vẻ khách đó, em giỏi em ăn giỏi nên là ôi trời em chắc hồi nãy em chắc vui vậy sao. cho miếng nước sữa nước sữa ăn mà thở dài. Giỏi. Chở nhau đi ăn hàng con nhé. Ăn tầm bậy. Ăn hàng là chủ yếu hả? Rồi sao? Đút miếng sữa nữa. Được, chơi luôn, tiếp tục. Nước cho uống nhiều không? Sữa nè. Này. Bởi đó họ cho đút chừng đấy là miếng nước. Thêm miếng nước nữa, thêm miếng khắc nước. Liên tục đi. Giỏi lắm, ăn rất là gọn. Trời ơi. 11 mà biết phun đó là mưa đó. Là hơi mệt. Không có hẹn chân sữa nào. Cứ cho thêm sữa đi thôi. Muốn chân nuốt nghĩ vậy. Ôi trời giận rồi đó. Vậy sẽ biết thì biết thả cái miệng ra rồi. Bỏ cái miệng ra. Sữa này nó uống miệng tục. Hai bên luôn á. Nghĩa là cứ mỗi